Hello anh em, hôm nay thì clip này mình sẽ hướng dẫn anh em cách để nuôi ong và thu hoạch ong. Đầu tiên để mà nuôi ong ấy thì anh em cần phải vào cửa hàng để mua ong chúa. Giá của một con ong là hiện tại đang là 1.000 berry. Ong này thì có tác dụng là anh em khi nuôi thì mỗi 45 phút thì ong chúa sẽ sản xuất ra một mật ong, và mật ong sẽ được sử dụng để làm rượu, làm bánh và các đồ khác để anh em hoàn thành nhiệm vụ. Thì sau khi đã có ong rồi thì anh em đi lên góc khoảng 1 giờ tính từ trung tâm thì anh em có thể thả ong vào đây. Anh em mỗi 45 phút thì ong sẽ cho ra một mật ong, và anh em có thể lấy được khoảng từ 120 lần đến 160 lần là ong chúa sẽ chết. Ngoài nuôi công cộng ở đây thì anh em có thể đến bất cứ một đảo nào có tổ ong để anh em nuôi. Thì những cái đảo mà có tổ ong mình sẽ để ở dưới phần comment cho anh em nhé, hoặc là phần mô tả nhé. Rồi, bây giờ trong lúc chờ thì anh em có thể là đi trồng cây. Trong lúc chờ thì anh em có thể đi trồng cây hoặc là đi sauna để hồi năng lượng. Khi mà anh em mua VIP như mình hướng dẫn ở trong clip trước thì anh em cứ mỗi 8 tiếng là anh em có thể claim được 400 năng lượng free luôn. Đây, ấn vào đây để claim 400 năng lượng. Rồi, anh em có thể là đi trồng cây. Clip sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em hoàn thành nhiệm vụ tân thủ thứ 7, 8 và 9. Đây, mình sẽ về đảo và thu hoạch rồi kết thúc clip. Rồi, anh em.